Hello mọi người, mình là Subel đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hiện tại còn 9 phút nữa là kết thúc event Thiên đỉnh sức mạnh ở trong cụm Kingdom của mình nha. Đây là danh sách những Kingdom cùng tham gia event Thiên đỉnh sức mạnh với lại Kingdom của mình ở trong lần này. Hiện tại chỉ còn khoảng 8 phút nữa thôi là chốt hạng rồi đó. Người đứng hạng 10 đang là 41 triệu điểm. Để xem là 8 phút còn lại thì những người này họ sẽ đẩy điểm lên như thế nào nha. Chắc chắn là ở trong những phút cuối cùng họ sẽ đua nhau để đẩy điểm lên rất là nhiều luôn. Các bạn thấy những người hạng 11, 12, 13, 14, 15 gì nè, điểm của họ rất là sát với lại cái người top 10, thì chắc chắn là họ sẽ giành giật nhau để chen chân vô top 10 vào những cái phút cuối cùng của cái event này. Thì để xem là ai sẽ là người giành chiến thắng nha. Kingdom của mình là 2426, hiện tại đang có Kill for Fun 41 triệu điểm. Người thứ hai đó là sói lửa gì đó, 42 triệu điểm. Và người thứ ba đó là Oh Bye Bye, 45 triệu điểm. Đây là ba người ở trong Kingdom của mình hiện tại đang chen chân vô top 10 rồi. Hiện tại chỉ còn khoảng hơn 6 phút nữa thôi để xem là ba người này ở trong Kingdom 2426 liệu rằng họ có giữ được top 10 hay không. Kill for Fun hiện đang là công tước, tức là ông Kill for Fun này vẫn đang tiếp tục huấn luyện lính để đẩy điểm lên. Nếu các bạn thấy điểm của người hạng 10 cách quá xa so với lại những đứa hạng 11 trở xuống thì có khả năng là họ sẽ không đẩy điểm lên nữa. Nhưng mà với số lượng điểm quá sát nhau như thế này thì khả năng rất là cao là các bạn sẽ bị lật ngược tình thế ngay. Khi đua cái event này các bạn phải nhớ là không được ngủ nha. Ít nhất là cái ngày cuối cùng á, cái ngày chốt hạng nè, còn khoảng 5-10 phút chốt hạng các bạn không được ngủ. Nếu các bạn ngủ là chắc chắn là các bạn mất. Lần này skin nhà chỉ là 15% tấn công thôi nhưng mà có rất là nhiều người đua ở trong cái event này. Và đa số những người này á, mình đọc tên mình thấy là người Việt Nam thôi mà. Lê Tuấn nè, Vini Kutan gì nè. Có cái người 2428 này là tên Hàn Quốc thôi. Oh Bye Bye cũng là người Việt Nam nè. Miuko cũng là người Việt Nam luôn nha. Đợt này đua mình thấy người Việt Nam nhiều lắm. Đây người hạng 11 nè, cái hình avatar đẹp gái quá trời luôn. Ngọc Mikenko gì nè, cũng là người Việt Nam luôn nha. Và mình nghe đâu đó là những người này á đều là những người thuộc dạng chơi ít nạp và họ để dành rất là nhiều tăng tốc và tài nguyên qua rất là nhiều năm chơi rồi. Tất cả ở đây mọi người đều là chỉ thủ hết nha. Cái này là chỉ cấp 4, chỉ lai nặng luôn đó, chỉ kinh niên luôn đó. Cái ông top 1 này lên 53 triệu điểm. Các bạn chơi 1-2 năm nhiều khi số bao còn chưa được bằng ông này nữa. Vậy mà ông này chỉ trong vỏn vẹn 3-4 ngày thôi mà ông đã lên được 53 triệu điểm rồi đó. Hiện tại chỉ còn khoảng 3 phút nữa thôi. Những phút cuối cùng rất là quan trọng nha. Người top 1 vẫn là 53 triệu điểm. Oh Bye Bye đang là 46 triệu. Sói lửa đang là 44 triệu, gần lên 45 triệu rồi nè. Kill for Fun là 44 triệu. Để xem là họ có tiếp tục đẩy điểm lên hay không nha. Đây hiện tại là người top 10 đã nhảy lên 42 triệu điểm rồi đó. Chỉ còn khoảng hơn 2 phút nữa thôi, mình sẽ tiếp tục quan sát điểm của đứa top 10 này sẽ được đẩy lên tới bao nhiêu điểm nha. Đây rồi, ông Kill for Fun đã lên 45 triệu điểm rồi nè các bạn. Vượt hạng của sói lửa luôn. Hồi nãy sói lửa đứng hạng cao hơn là so với lại Kill for Fun. Bây giờ Kill for Fun đã nhảy lên hạng 6, sói lửa tụt xuống hạng 7. Oh Bye Bye đã nhảy lên hạng 3 rồi các bạn ơi. Lúc nãy là Oh Bye Bye hạng 4 năm gì đó. Bây giờ Oh Bye Bye đã lên 46 triệu điểm, gần 47 triệu điểm và đứng hạng 3 rồi. Hiện tại chỉ còn khoảng 1 phút nữa thôi nha các bạn. Nãy giờ Ngọc Mikenko không thấy tăng điểm nha, vẫn là 41 triệu điểm. Người hạng 10 là 42 triệu điểm. Mình nghĩ là Ngọc Mikenko nên cố gắng thêm một chút xíu để chen chân vào top 10 thì nó sẽ tốt hơn. Đua cái event này á, cái người hạng 11 là cái người tức nhất nha. Còn 30 giây nữa thôi nha các bạn. Mikenko đã bị tụt xuống hạng 12 luôn rồi. Bo Ba Be gì đó đã nhảy lên hạng 11. Mình nghĩ là Bo Ba Be sẽ vượt hạng của cái ông Hàn Quốc này. Wow, Kill for Fun bây giờ đã nhảy lên hạng 3 rồi nha các bạn. Hồi nãy là Oh Bye Bye hạng 3, bây giờ là Kill for Fun đã nhảy lên hạng 3. Oh Bye Bye tụt xuống hạng 4. Hạng ở trong top 10 liên tục thay đổi với nhau. Ok, vậy là event Thiên đỉnh sức mạnh đã chính thức kết thúc. Xin chúc mừng ba người Sói Lửa, Kill for Fun và Oh Bye Bye đã giành được chân ở trong top 10 để có thể giữ được skin nhà huyền thoại vĩnh viễn. Skin nhà tăng 15% công, rất là ngon dành cho những người chơi chuyên về bộ binh.
soi víu và giết để vui đã thắng Zenith. Vãi đái, Google dịch cái kiểu gì vậy? Có víu ở đây nữa chứ. Ok, video clip này của mình tới đây thôi. Một lần nữa xin chúc mừng ba người chơi Q4Full, Obaibai, Soi Lửa đã giành chiến thắng, chen chân vào top 10 của event Thiên Đỉnh Sức Mạnh và kiếm được cái skin nhà huyền thoại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.